đội tuyển Việt Nam có lịch thi đấu vòng loại 3 World Cup vào mùng 1 Tết âm lịch. Gác lại niềm vui bên gia đình để chiến đấu vì màu cờ sắc áo, Việt Nam quyết thắng. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC mới đây đã có thông báo chính thức về lịch thi đấu của vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Cụ thể, vòng đấu này sẽ bắt đầu từ ngày 2 tháng 9 năm 2021 đến ngày 29 tháng 3 năm 2022. Theo đó, lượt trận thứ 8 có sự tham dự của đội tuyển Việt Nam rơi đúng ngày 1 tháng 2 năm 2022, tức ngày mùng 1 Tết âm lịch. 98.139.404 người dân Việt Nam luôn dõi theo và cổ vũ các bạn. Hình ảnh Ronaldo lui về hỗ trợ phòng ngự trước những đường tấn công sắc sảo của Việt Nam. Mùng một Tết vừa xem bóng vừa đan quạt ngồi chiếc chiếu diệu kỳ thì còn gì bằng. Game là dễ, gọi tổ tiên về gồng mình cổ vũ thôi. Phát hiện ba anh em thất lạc. Hiếu thứ hai, Văn Hậu, Quang Đại. Hiếu thứ hai, hóa ra nhà anh còn hiếu thứ ba thứ tư à. Cộng đồng mạng bất ngờ phát hiện ra bốn anh em thất lạc. Hiếu thứ hai, Văn Hậu, Quang Đại, Phương Nam. À đâu. Còn ba chị em thất lạc là Miu Lê, Hiền Hồ, Trần Đức Bo. Wow. Lại chuẩn. Cũng giống đấy, khác mỗi cái mặt. Quá chuẩn luôn. Còn hai anh này thì có giống không nhỉ? Vậy là chúng mày chưa biết Dwayne Johnson với The Rock là hai anh em thất lạc năm 15 tuổi rồi. Thôi, thà xấu một cách độc lạ như tôi còn hơn đẹp trai một cách đại chúng như mấy ông kia. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Bốn người giống nhau như bốn giọt nước, nhưng mà là nước mắt, nước mũi, nước mưa, nước mắm nhé. Thiếu thầy tao rồi. Ôi trời ơi. Phải là huấn hoa hậu. Kiếp trước làm thiên hoàng, kiếp này làm rapper. Như đúc vào nhau vậy. Ấn Độ thuê 4 vệ sĩ và 6 con chó béc dê để bảo vệ 2 cây xoài 7 quả suốt nhiều ngày đêm. What? Sang Việt Nam thì còn đúng cái hạt. Ở một diễn biến khác, cây xoài trong khu vườn nhà Phượng Sa Nên thả 5 trái xuống chiếc mẹt 2 tỷ, chốt giá luôn 14 triệu. Hiểu kiểu gì? Nếu ở Việt Nam thì cái xích chó cũng không còn. Nhà nghèo không có xoài và xoài chỉ có mít và mít. Chắc nghe đến danh tiếng Việt Nam nên mới canh phòng nghiêm ngặt như vậy. Ở một diễn biến khác, Việt Nam còn đúng nửa quả tặng kèm nốt răng. Cách bảo vệ xoài ở Việt Nam. Vài ngày sau, 4 thằng vệ sĩ vặt không trượt quả nào. Cho tao một quả hoặc bay cả gốc. Sang Việt Nam mất cả chó lẫn xoài. Ở Việt Nam hôm sau thức dậy xoài còn nguyên, mất 4 con chó. Quá chuẩn luôn. Hãy đặt tiêu đề cho tấm ảnh này: hồi sinh tại căn cứ địch. Mắt chưa thấy thì chưa mất lông. Người thành công luôn chọn một lối đi riêng.
tuần, hậu thích ăn củ đậu gọi là hậu đậu, hậu thích ăn khoai môn, môn đăng hậu đối. Toàn thích ăn lươn, lươn Văn Toàn. Nguyễn Văn Toàn, em ngã kiếm pen không bao giờ thấy ra hỏi thăm đâu, im im đi lên đã thấy đứng đấy đá pen rồi, thất vọng. Quế Ngọc Hải, camera không quay được cảnh anh ôm mày à, chán thế. Hậu xếp, hậu thích ăn khoai môn gọi là môn hậu. Tưởng hậu thích ăn khoai môn phải là hậu môn chứ. À đâu. Cậu lấy con tôi rồi cậu làm gì nuôi nó, trả lời sao cho ngầu đây anh em. Cháu chưa biết làm gì để nuôi em nhà và cái thai trong bụng cả, hay thôi, cháu không lấy nữa. Hỏi tôi bảo cháu bán đu đách, ổng tưởng mình làm cho Tây đi khoe cả xóm làm ngượng thấy bà cố. Con hứa với bác là con sẽ làm tình để con gái bác sướng ạ, chỉ có sướng chứ không có khổ. Con đi bán quần áo classic menswear, tuy không lời lắm nhưng cũng lỗ bác ạ. Bố mẹ mình không hỏi thế nhé, mẹ mình chỉ bảo là không có gì thì về đây ở rể tao cho khuôn đất, nhưng mà nó phải có chí. Wow. Phải nhờ ba mẹ qua nói chuyện với gia đình luôn mới được. Con nhớ chưa? Con nợ, dạo này nhìn chú xuống sắc thế. Chủ nợ, em vẫn vậy. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà chú chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mới nhạt. Con gái, bình thường. Khi đăng bài lên Instagram, Facebook. Kiểu kiểu gì? Chúc mừng bạn anh Tú Nguyễn đã có câu trả lời đúng chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Ngoài ra top 10 bạn sau, Nắp TV, Thanh Vực Bức Vương, PCP Luân Ngữ, Trao Xìn, Nam Đỗ, Tập Cận Bình, Bu Dinh, Tiên Nguyên, Duyên Ami, Lam Anh cũng có câu trả lời đúng nhé. Còn đây là câu hỏi phần này, điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.